Không gian ở đây nó rất là sang nha, cái dạng giống như 4-5 sao á. Đây là có hàu sống nè, tươi rối luôn. Tôm nè các bạn, tôm sống nè, còn bò luôn. Cua Cà Mau tươi rối luôn nè. Nhìn hấp dẫn quá, nóng hổi luôn. Wow, ngon quá, ngon quá. Ốc bùn nó còn nóng nóng nè, cầm đã tay luôn á. Béo, nó béo mà tới rùng mình luôn á. Đang chảy nha các bạn. Wow. Hello, xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay là mình đưa các bạn đi ăn buffet nha. Hình như lần đầu tiên mình đi quay buffet cho các bạn ở Sài Gòn. Hôm nay tranh thủ đi quay cho các bạn, tại nhiều người yêu cầu KT quay buffet ngon rẻ ở tại Sài Gòn. Thì đây là quận nhất và buffet tên là Củ Vân Long. Thì nó nằm trên tầng 4 của khu building. Mình sẽ để trên màn hình hết địa chỉ cho các bạn. Khi tới đây là bạn đi lên tầng 4 là bạn sẽ tới. Thì giá ở đây là 485.000 một người. Buổi trưa hay buổi tối đều giống nhau, tại vì người ta phục vụ giống nhau hết. Nhưng mà có một điều lưu ý nha, đó là nếu mà muốn ăn đây các bạn phải đặt chỗ bàn ăn của mình, chứ không thôi bạn gọi cùng ngày không có. Giống như hôm qua mình muốn ăn tối, buổi trưa mình gọi người ta nói hết rồi, rồi mình nói mình đặt buổi tối qua ngày hôm sau người ta nó cũng không còn chỗ. Cho nên mình phải chấp nhận ăn đang buổi trưa mà buổi trưa ngày hôm sau. Còn gọi cùng ngày là không có chỗ luôn các bạn ơi. Cho nên là muốn ăn thì phải gọi vào nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ quay khung cảnh ở đây một vòng cho các bạn xem đồ ăn ở đây có cái gì. Giá thì 485.000 ha, nhưng mà phải cộng thuế và cộng nước. Ở đây là bạn phải trả tiền nước luôn nha. Như buffet nào mình cũng phải trả tiền nước, giống như nước ngọt đi. Còn những cái nước juice khác thì mình để mình ra mình xem coi nó có không ha. Rồi mình sẽ quay chia sẻ các bạn. Trên bàn á, là người ta có sẵn cái kéo cắt cua và cái đồ, cái kềm kẹp cua luôn nè. À, ở đây nếu như mà bạn muốn tích điểm á, thì cũng có nha, người ta để nè. Tích điểm đổi suất buffet. Một suất buffet thì được 485 điểm. Và trên bàn người ta cũng để sẵn bao tay cho các bạn luôn nè. Đây là cái khung cảnh quán. Rất là đông. Và bây giờ mình chia sẻ các bạn cái khung cảnh ở đây. Không gian ở đây nó rất là sang nha. Cái dạng giống như 4-5 sao á. Trước hết là mình đi từ từ ha. Ở đây là có hàu sống nè. Nó dành cho bạn nào thích ăn hàu sống. Tươi rối luôn. Con cũng mặc ú nú nằng luôn. Ở bên đây là có buffet sushi, sashimi. Đó, có đồ sống ở đây, cá sống nè. Ôi, cá tươi rối luôn nè các bạn. Ở đây mình thấy tôm, tôm tươi lắm các bạn. Người ta nướng phô mai ngon lắm. Ồ, ở đây là hàu, hàu nướng phô mai nè. Ngon quá, thôi để lát mình lại lấy. Mình đi vòng vòng trước nha. Nhìn hấp dẫn quá, nóng hổi luôn. Wow, ngon quá à. Còn đây là nghêu, nghêu nướng mỡ hành mà nghêu to lắm nha. Lửa phùng phục như vậy mình nghĩ là đồ ăn nó thơm hơn nữa các bạn. Còi mai thì thấy hết rồi, còn có một con nè. Bên đây có mấy con nhum biển nữa nè, mà nó rất là nhỏ nha. Đây, tôm phô mai đút lò. Món này là tôm hấp. Ồ, tôm hấp bia. Ồ, loại này là loại ghẹ ngon nè các bạn ơi. Ghẹ hấp xả, ngon quá à. Loại hồng đó ngon lắm. Quá trời luôn nè, người ta đem ra cái mới là ngon chưa. Vẹn xanh hấp. Mà vô đây mình thấy người ta ít ai là đi gấp luôn, còn y chang các bạn. Ủa, cái con này là con gì ngộ quá ha. Nhỏ ngộ quá ha. Để lát mình lấy ăn thử. Ốc bu, được đó. Món này là món ruột KT á. Ốc bu hấp lá chanh với xả. Ngon. Nghêu hấp lá chanh với xả. Nghêu này là người ta làm món gì ta? Xào lá quế hay rau răm gì đó. Không có thấy cái bảng ha. Bên đây là ốc len xào dừa. Ôi ôi, hấp dẫn chưa? Sò huyết. Ốc hương. Bên đây cũng có ghẹ, có cua tiếp luôn. Ở trong đây mình thấy cua Cà Mau, mà mình thấy ghẹ không ha. Và tôm. Đây là không gian mở. Đầu bếp nấu như thế này nè các bạn. Trời đất ơi, có tỏi nướng không các bạn ơi. Ngầu vậy. Rồi đây là xương bò nướng mà Mexico chứ không phải của Đài Hàn ha. Mà nhìn cũng hấp dẫn lắm nha. Trời ơi, nhìn cái bánh phở tươi nhìn ngon quá các bạn ơi.
bánh phở tươi và bún tươi nhìn hấp dẫn dễ sợ luôn. Cái món này là món gì, phở hả cô? Đó là phở. Còn này là bún riêu à. Bún riêu với phở. Ồ, nhìn hấp dẫn quá. Mấy cái nồi nước lèo nhìn ngon quá. Hồi nồi nước lèo đang sôi một ngụp luôn. Còn này là xôi giò hả cô? Cái này là xôi xéo à. Xôi xéo. Ồ. Rồi chả giò nè. Wow, cái nồi nước lèo của bún riêu này các bạn nhìn thấy topping không? Cái màu nhìn hấp dẫn quá ha. Sồn ụt ụt ngon quá chừng luôn. Tôm nè các bạn, tôm sống nè. Rồi cua Cà Mau nè, cua Cà Mau tươi rối luôn nè. Còn bò luôn. Nó còn sống hết trơn các bạn. Rồi ghẹ nè. Wow. Nhưng mà cái này sao mình không hiểu, để lát mình hỏi thử coi là mình có kêu người ta làm giùm cho mình được không? Ghẹ, nghêu. Wow, đồ tươi gói luôn á. Để mình hỏi. Em ơi, cái này dạ. Là một lát có hấp ở ngoài đó không? Dạ có, bây giờ tụi em đang đưa ra hấp luôn. Ờ. Ờ. Ờ, cảm ơn em. Ồ, một lát người ta có cua Cà Mau hấp luôn. Ngoài cua hấp người ta có làm món gì khác không em? Dạ, tại bây giờ bên em chỉ đang có cua hấp, cua hấp thôi. Ờ. Ờ. Ok, cảm ơn em. Hải sản này là hấp thôi nha các bạn. Và các bạn ơi, sau khi quay một vòng cho các bạn biết ở trong đây có món gì, bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi lại, mình sẽ chọn những cái món mà mình đang thèm nha, rồi mình ăn, mình chia sẻ các bạn. Ồ, ở đây có điểm sắm mà hồi nãy mình không thấy nè, có há cảo, bánh bao kim sa, trứng gà tàu xì, một lát mình quay lại sau. Nước sốt ở đây thôi mình lấy luôn. Muối ớt đỏ, mắm gừng ăn ốc bu nè, còn tôm trước nha các bạn. Trước lắm mình ăn ốc đi, rồi lát mình quay lại mình ăn cua sao. Wow, ngon quá, ngon quá. Nóng hổi mới ra lò luôn. Mình thích ăn ốc lắm các bạn. Sầu huyết mình lấy vài con ha. Sầu huyết mình nhìn thấy cái size hơi nhỏ nhỏ ha. Lấy ít ít thôi mà cái nào thích mình lấy nữa. Wow, ốc bu chắc quay lại quá hết chỗ rồi. Ốc này mình không biết là ốc gì nhưng mà thôi kệ, lấy vài con ăn thử nha. Mình thử nghiêng nha các bạn. Mời các bạn nha. Như mình làm thử mắm gừng nữa coi. Mắm gừng hơi ngọt. Đồ ăn đi thì tươi rói rồi các bạn. Các bạn nào biết con này tên là con gì không? Chắc thuộc loài sò hay nghêu á. Ăn thử muối ớt đỏ xem sao nha. Mời các bạn ha. Cái muối ớt đỏ nó ngọt quá các bạn. Và ở trong cái con này nó có cát. Lấy hai con cua Cà Mau nè, với ghẹ nè. Dĩ nhiên là không thể nào thiếu món ốc lên xào dừa nè. Rồi ốc bu nè. Trước hết là mình xin thử cái ốc bu các bạn. Cái ốc bu nó còn nóng nóng nè, cầm đã tay luôn á. Ốc bu mà mình chấm mắm gừng đã luôn á. Xin lỗi nãy mình đi hơi lắc á, cái nó bị đổ ra ngoài. Mời các bạn. Ốc bu giòn, tươi rói à. Có điều mình thấy nó còn nhớt á. Chứ mà nếu mà nó không có nhớt thì mình mặn dạn ăn nhiều hơn nữa đó. Giờ chấm thử cái muối muối tiêu. Cái nước mắm gừng thì nó hơi ngọt. Muối tiêu chấm vậy ăn ngon. Nhưng mà mình thấy rau răm ha. Cái này mà có một dĩa rau răm nữa ăn cũng ngon. Kế đến là mình thử con ốc hương. Nó hơi nhỏ nha, nó bằng cái ngón tay cái của Katie nè, thấy không? Ốc hương thì mình thích chấm với lại muối tiêu. Mà có tắc nữa thì càng ngon ha. Muối tiêu mà cho ớt gì ăn nó mới đã nè các bạn. Ốc hương giòn, tươi. Cua này là cua Cà Mau mà cua đực nha các bạn.
Ồ, nó hình như là nó hơi ớt nha. Ô, nó ớt luôn chứ không phải hơi nữa. Nó ớt các bạn ơi. Ghẹ thì mình thấy nó nặng hơn nè. Ghẹ cũng ghẹ được luôn ha. Ôi, người ta làm ghẹ mà có cái sợi dây thun trong đây luôn nè. Đây nè. Đây dạ. Ô, ghẹ thì nó nặng thịt hơn. Ồ, đồ có lý á, cái thịt nó trắng bóc luôn nè. Ghẹ thì mình thấy ngon hơn cua, cua bị ớt các bạn. Cái thịt nó chắc lắm. Thịt ngọt. Ông Hương phải ăn luôn cái đuôi á, nó béo ngon, bùi bùi. Người ta gọi là gan á. Tôm. Cái tôm. Trời ơi. Nó béo dã man luôn. Gạch không à các bạn. Hải sản á. Thường là muốn biết nó tươi hay không á là hấp. Nhưng mà thật lòng mà nói, nếu mà món nào cũng hấp, hải sản món nào cũng hấp thì ăn rất là ngán. Đối với mình nha, mình không có thích ăn tất cả đều hấp. Cũng phải có chiên, có xào, có nướng không à. Ngày mình tắt. Tôm tươi lắm, tôm bơi trong hồ các bạn. Cảm ơn em. Tươi rói à. Ốc lên xào dừa hồi nãy á, cái lò nó không có nóng, cái mình múc vô đây mình ăn nó lạnh á, chứ nó không có ấm. Tại vì ăn vậy thấy tanh quá, nhờ mấy em á là hâm lại giùm. Mời các bạn. Ốc len béo ngọt, cái này là thiếu vị mặn, nó hơi ngọt và thiếu rau răm. Rau răm ta có nhưng mà có mấy sợi ít lắm. Ở đây người ta phục vụ nhiệt tình mà không biết các bạn nào ăn ở đây chưa. Có điều là khi mà mình vừa bước vô trong nhà hàng á là khoảng ít nhất là 10 em, từ 3 em ở phục vụ á, ở ngoài á, receptionist á. Xin chào đã đến với Cửu Vân Long. Rồi đi vô đây là từng em nói tới khúc đây luôn là cũng khoảng mười mấy em. Xin chào rồi tới với Cửu Vân Long. Mấy em mình đang đứng làm việc cũng say qua chào luôn, công nhận hay thiệt. Mình nói hay làm sao không? Mấy em đang đứng làm cũng say qua chào khách vậy đó. Này cứ đi ăn thêm chi trả tiền nha, không có ai tài trợ nha các bạn. Mình ghiền ốc len lắm, có thể ngồi hút mọi cả ngày. Có đợt mình về Việt Nam các bạn tưởng tượng, mình ăn ốc mỗi ngày, không có ngày nào mà thiếu hết trơn, ăn ốc mỗi ngày luôn. Về đây 28 ngày ăn đúng 28 ngày ốc, ghê chưa? Có bạn nào biết ở đâu bán ốc, ốc hút giống như ở ngoài Đà Nẵng không? Chia sẻ thay chị với nhà. Tại vì mình thèm ốc hút ở Đà Nẵng mà cay cay á các bạn, thèm nó ghê á. Ghẹ thì tươi rói à. Trong bốn cái nước chấm thì Kichi chấm nhất là cái muối tiêu chanh nè các bạn. Tại vì mấy cái sốt kia đối với Kichi nó ngọt. Tươi thì tươi luôn, chắc thịt lắm. Còn nhiều món ăn lắm, mình ăn từ từ. Mình chia sẻ với các bạn. 485 ngàn là khoảng mười mấy đô à. Nếu mà các bạn thấy cái nước chấm ngọt á, thì mình pha cái muối ớt xanh chung với lại cái nước mắm gừng và muối tiêu xanh á, thì mình ăn thấy cũng ok lắm á. Nó đỏ ngọt mà nó có cái hương và vị của lá chanh nữa, cho nên là ăn nó thơm ngon á. Có điều á là cái tôi thấy là như vậy, tuy là người ta hấp xả lá chanh nhưng mà mình thấy nó không thấm vô con ốc, giống như là mình thấy là luộc hơn là hấp. Nhưng mà luộc người ta cũng không nêm vào gia vị cho nên nó rất là lạc. Nếu mà được á mà người ta nêm gia vị vô giống như là ở ngoài chợ Bến Thành á, trời ơi, chắc ăn ghiền luôn á. Đặc biệt ở bên đây á mình thấy là vậy, buffet thường thường người ta giới hạn 2 tiếng đúng không,
ở đây người ta không có giới hạn, mình hỏi người ta nói là muốn ngoài ăn bao lâu người ta cũng không sao hết. Cua Cà Mau nè các bạn, mở ra cho các bạn xem, nó teo nè. Cái càng thì nhiêu đây mà nó teo nhỏ vậy nè. Thôi kệ, bỏ măng tội cho nên ráng ăn. Ngọt quá, ngọt ngay à. Đi ăn buffet á, thường thường cái chị mới lấy nhiều. Lấy, mà lỡ lấy nhiều là phải ngồi ráng ăn cho hết nha các bạn. Trong đầu mình cứ nghĩ là bỏ măng tội. Cái cua Cà Mau tuy là nó ớt mà nó ngọt dễ sợ luôn á. Thì cái càng này đỡ nè, con cua này cái càng đỡ hơn cái càng vừa rồi. Trời ơi. Chấm muối chiên chanh. Phá cháy. Mời các bạn nè. Trời ơi. Cái thịt nó ngọt ngay luôn. Ước gì á làm ốc hương, ốc bu. Nghiêu quá. Người ta làm đậm đà, giống như là có gia vị và có chanh xả cho nó thơm. Còn này giờ ăn vô thấy nó giống như là luộc vậy á. Còn cái dĩa cua nè, còn đúng hai con hàu. Mà hàu ở đây á, mập ú na ú nồng luôn nè các bạn nhìn nè. Trời đất ơi. Lát ăn thử tôm nướng phô mai nữa coi sao. Cái hàu nó ngọt ngay. Nó tươi rói và ngọt ngay à. Thì chị thích cách phục vụ ở đây. Niềm nở và nhẹ nhàng. Và đổ mấy cái vỏ sò cua nữa, đổ hoài luôn. Dọn cái bàn của mình sạch, lúc nào cũng sạch hết. Ăn hết rồi xong xuôi, giờ mình đi tìm coi còn gì ăn nữa không nha. Cái này là màn 2 mà cảnh 1 của các bạn. Tức là lấy thêm dĩa ốc hương nữa. Ở đây người ta đóng cửa là 1 giờ rưỡi nha. Tụi mình vô đây là 11 giờ rưỡi, ăn tới 1 giờ rưỡi người ta đóng cửa rồi. Bây giờ KT chia sẻ các bạn cái cách là pha sốt ở đây sao cho ngon nha. Cho nó bớt ngọt. Mình cho một ít muối ớt xanh vào đây. Mình cho một ít xíu nước mắm gừng vào đây. Đó, muối nè. Ớt. Nặng miếng chanh vô đây ha. Rồi, là cái nước chấm này nó sẽ không có ngọt mà nó ngon á. Em ơi, cho chị một phần chân gà tàu xì, một cái bánh kim sa và một cái há cảo thủy tinh. Xíu mại tôm trứng cua luôn. Cảm ơn em. Wow. Wow. Nóng hổi bốc khói luôn nè các bạn. Thơm phức luôn. Mình còn một tiếng nữa mình ăn, rồi sau đó là mình thử tráng miệng cho các bạn luôn. Ôi thơm quá, người ta mới ra một cái mẻ mới mà con này khác hồi nãy giờ mình không thấy luôn. Con này là con nghiêu, gọi là nghiêu chúa đó. Thơm quá chừng luôn. Wow, nóng quá. Thơm quá các bạn ơi. Cô ơi, cho ăn tô bún riêu nha. Dạ đầy đủ. À, bún riêu cô cũng bỏ vô đây, cô trụng nước sôi luôn cho nó nóng. Có ăn giá như vậy? Dạ, ăn đầy đủ hết. Dạ. Cô chu đáo ghê, cho hỏi ăn giá không cô trụng luôn. Dạ. Chỉ đổi mấy cái. Dạ. Dạ không, cái đó phở. Dạ, cảm ơn. Cô hỏi ăn thịt của phở không, cô cho vô. Cái xôi xéo nhìn cưng hết sức luôn á, cái xôi xéo nè. Giờ còn có 2 miếng. Có bún riêu, có phở luôn à. Dạ, con cô. Dạ, ủa đây mình có mắm tôm không cô? Dạ, cảm ơn cô, dạ. Ở đây không có mắm tôm nha.
cái tô bún riêu thì nói thiệt lòng thì nhìn nó không có hấp dẫn ha, nhưng mà để ăn coi nó có ngon hay không. Bún miếng riêu ăn thử nè. Nước lèo ăn cũng ok các bạn, nước lèo ngọt thơm mùi riêu cua. Nhưng mà để nói ghiền thì chắc mình không có ghiền, tại vì ăn thấy cũng ok. Bún riêu á, người ta đã cho cái mắm tôm, bỏ ít mắm tôm ở trong cái riêu cua rồi, có cái vị thơm rồi, cho nên người ta không cho vô đây nữa, chứ là nó cũng nồng rồi, nó đậm rồi đó. Cái riêu cua ngon ghê, riêu cua này là riêu cua nguyên chất, không có pha với lại thịt, nhưng mà nó nát hết trơn rồi. Ăn cục tàu hũ, tàu hũ có hồng chua, chua ghê. Đang thèm nước súp á thì mình có thể ăn này được, nhưng mà ăn này thì mau no nha. Để thử cái con này, nãy mình thấy này giống như là ngư chúa á các bạn. Phải không ta, không biết mình gọi cái này phải như ngư chúa không các bạn. Nhìn nè, có những loài ốc lúc nhỏ khi chị ở Việt Nam là không bao giờ thấy luôn, sau này mình mới thấy, cho nên là có những loài ốc mình không có quen. Mình coi YouTube thấy mấy bạn ăn mất bang mình mới biết nó là loại gì nha, chứ hồi nhỏ đâu có đâu. Nướng lên trên lửa nó bực bực như vậy à, cho nên nó nhiều quá, nó thơm lắm. Nó hơi mùi khói á, người ta không có bỏ bao nhiêu gia vị gì trong đây hết. Nó ngọt từ cái hải sản, nó ngọt và cái hương biển á. Mình húp cho nước súp bún riêu, bỏ măng tỏi. Mà ăn thì tỏi bao tử, tại vì no quá, lá không ăn được gì khác. Cái nhà hàng này mình thấy dễ thương ha, ăn mà không có limit, không có giới hạn. Chứ ăn mà giới hạn là, ủa rồi nếu mà ăn giới hạn thì sao ta? Tới giờ cái người ta kêu mình đi ra hả ta? Mình chưa bao giờ bị cái trường hợp đó hết. Đây là ha cảo ha, xíu mại, bánh bao kim sa và phùng chảo, chân gà đó các bạn. Chứ mà ăn được, nó hơi ngọt, ngọt đường. Cái này là như nãy mình cũng để ý là có xì dầu với lại ớt sa tế không ta, mình quên. Tự nhiên bún này sao mà quên cái nước chấm luôn. Cái nhân của người ta tươi lắm, nó không có bị khô. Cái da ở ngoài của xíu mại nó hơi bị khô, nhưng mà nói tóm lại cái xíu mại này ăn ok lắm các bạn. Ủa, há cảo thủy tinh ở trong đây có bắp nữa nè. Ăn lạ nhưng mà ăn được nha, phải nói là ok lắm. Hồ sơ này nó cứng dữ rồi ta, chắc nó nguội á, nó nguội cái nó bị dính á. Cái chân gà còn dai, nó còn hơi dai dai. Cái này nó giống như nó mềm mềm mà giòn giòn, chứ nó không có như mềm rục như là những cái tiệm điểm tắm mà mình từng ăn. Và cái vị nó mặn mặn ngọt ngọt, ăn ok thôi chứ mình cũng ghiền món này.
thử luôn, thử hết xỉm xắm cho các bạn. Kim sa trứng muối giờ không, nó còn ấm ấm nhưng mà không biết nó tan chảy hay không nha. Ồ, tan chảy nha các bạn. Wow. Mời các bạn nha. Cái trứng muối thì nó không, mình thấy cái độ mặn, cảm nhận được cái vị béo và ngọt trứng muối kim sa. Còn cái bánh bao thì nó hơi dai ở cái bốt ngoài, còn ở trong á là nó xốp. Cái bánh này ok. Cái kim sa ăn ngon, mình ăn hết cái bánh này luôn á. Hôm nay là hy sinh bao tử ăn hết luôn. Cái bánh này ở đây ngon, càng ăn mình thấy càng lôi cuốn, nó cuốn mình vô để mình ăn hết nguyên cái bánh luôn. Còn có những loại mà mình ăn mình cắn miếng xong mình không muốn ăn nữa tại cái vị nó không ngon, nhưng mà cái này cái vị người ta làm ăn nó bị thu hút quá các bạn, ngộ lắm. Không biết ai cảm giác như mình không, ăn đồ ăn mà phải cứ lôi cuốn mình nha để mình mới ăn nữa ăn nữa. Trong bốn món mình order điểm sắm mình gọi á, chắc mình thích món này nhất á. Mình hết sạch luôn. Wow, chúng cái con ghẹ này gặt không các bạn. Ủa nè, ăn đã đời luôn á. Mời các bạn. Ủa, quá trời gặt luôn. Béo. Nó béo mà tới rùng mình luôn á. Cứng mà công nhận ghẹ này nó tươi ăn đã thiệt luôn á. Các bạn xem video này sẽ thấy thèm chảy nước miếng, nhưng mà các bạn xem và thấy lo sợ cho Katie, đó là cholesterol cao. Một cái lâu lâu mình đi review cho các bạn. Thịt ghẹ tươi. Cay. Đã làm sạch sẽ hết luôn nha các bạn. Trái cây thì người ta có dưa hấu mà hết rồi. Có ổi, thanh long, có chè nhãn nhục với hạt sen nữa nè. Ồ, chè thái sầu riêng, nhìn nó sệt sệt, nhìn hấp dẫn chưa. Ồ, múc ba chén là chắc là ngon lắm đây, chắc mình cũng thử luôn. Wow, cái chè này nhìn là chè gì mà hấp dẫn dữ vậy ta. Trân châu trắng, à bên đây là trân châu trắng nè. Long nhãn hạt sen nè, đó cho chung luôn. Rồi ở trên đây cũng có cái gì à? Thạch trong trong nè, mình cho vô luôn. Đó, nhìn hấp dẫn ha. Cái này bánh phô mai chanh dây nhìn hấp dẫn đó, mình cũng lấy mình ăn thử luôn. Cái đến mình thử cái chè, chè thái sầu riêng này coi cô. Mình thấy cái cô kia đứng múc ba chén chè luôn các bạn. Mời các bạn nha. Không được, không được rồi. Cái sầu riêng này không phải sầu riêng tươi. Cái sầu riêng này là sầu riêng, cái hương sầu riêng á. Các bạn biết không, giống như hương bưởi, hương lá dứa. Mấy cái concentration á, mấy cái chai nhỏ nhỏ bằng thủy tinh á. Cái đó đó, hồi này mình ăn không được, mình xin lỗi. Trời ăn vô nó giòn người quá. Thôi bây giờ mình thử với cái chè thập cẩm này nha. Rồi, kế đến là cái này chè thập cẩm luôn. Nhưng mà để mà cho ngủ được á, nên ăn long nhãn hạt sen cho nó mát và ngủ dễ nữa các bạn. Nếu mà mình bị mất ngủ á. Nó hơi ngọt. Chè này chắc mình nghĩ là phải bỏ đá vô ăn mới được. Nó ngọt. Hạt sen bùi bùi.
còn nó cái nhãn nhục ấy nó dai mà nó giòn giòn sụt sụt mà nghe thử uống này hana kho rồi chanh dây béo ngon, cái này ngon nè, béo ngon rồi á. Trộm hana kho này người ta làm béo dễ sợ luôn, béo nhưng ngon nha. Nhưng mà ăn này mình cảm giác như mình tăng cân liền lập tức luôn á, nó béo vậy đó. Xin lỗi nha, ăn không có đúng cái muỗng. Cái này ngon nè, cái này không có quá béo mà cũng không quá ngọt. Cái bánh phô mai chanh dây ngon. Đây là cái bill nè các bạn, và địa chỉ trên màn hình luôn nha. Cách khách sạn mình đi chưa tới 1 km luôn á. Tổng cộng ăn mà hai người á là chưa tới 1.2 triệu luôn á, là chưa tới 50 đô. Và nếu như bạn nào thấy cái buffet ở vòng vòng khu quận 1, quận 2, quận 3 mà ngon rồi, các bạn nhớ để dưới phần bình luận giúp KT nha. KT sẽ đi ăn review cho các bạn. Bạn nào mà chưa ăn á, KT sẽ tới quay review cho bạn luôn. Cảm ơn các bạn. Nhà hàng này á, theo KT thấy á, là mình chấm cho 4 sao luôn các bạn. Là bữa sao vừa sạch sẽ, mình thích nhất là sự sạch sẽ. Bàn ghế và đồ ăn lúc nào cũng sạch sẽ. Ngoài đó mấy cái quầy đồ ăn không có rớt gì vương vãi đâu, mà rất là sạch luôn. Mà giá cả lại nhẹ nhàng nữa, có 485.000 cộng thuế và cộng nước vậy thôi. Đồ ăn mình thấy là ok nha, tươi rói luôn, toàn hải sản là tươi rói luôn. Nói chung là cái nhà hàng này nếu mà bạn ở quận 1 hay là lân cận, mình nghĩ là nên tới đây ăn. Biết sao, có máy lạnh. Thì có những nhà hàng buffet không có máy lạnh nha các bạn, nhưng mà nhà hàng này có máy lạnh, phục vụ tốt, đồ ăn tươi ngon, thì mình thấy là nhà hàng này là một trong những nhà hàng buffet mà đáng thử. Và các bạn ơi, hy vọng là video này hữu ích và giúp được cho tất cả các anh chị em cô chú mà có về Việt Nam ở quận 1 mà không biết đi ăn ở đâu mà thèm hải sản mà giá phải chăng, thì KT nghĩ là nên thử nhà hàng này nha. Và một lần nữa mình mến chúc tất cả các anh chị em cô chú có một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thank you for watching. Bye bye, see you next time. Nếu mà được, bạn nào có nhu cầu, nhất là mùa lễ này nè, mà mua một món quà ý nghĩa tặng cho ông bà, cô chú, hay là cha mẹ, hay là vợ, người yêu, đó là KT thấy hắc nhân sâm mà KT đang uống nè các bạn ơi. Mỗi ngày KT uống một ly buổi sáng để cho nó giúp cơ thể của mình. Mình mà không uống là các bạn thấy người mình nó mệt mỏi lắm. Bây giờ mình uống xong thì mình cảm thấy mình có sức lực, có động lực, có năng lượng để mình làm hơn. Nhất là những bạn mà làm nail, làm tóc mà ham làm quá mà làm biếng ăn á, thì có thể nhai một miếng sâm, cái củ sâm này nè, nhai một miếng để cho nó có sức. Còn sáng mà xuyên á, thì làm ly như thế này nè các bạn, pha sâm với là mật ong uống. Sâm này rất là tốt nha các bạn, mình đã thử qua và mình thí nghiệm cho các bạn mấy tháng nay rồi, cho nên mình mới dám giới thiệu và mình mới đem tiệm về tiệm bán. Thì nếu như mà bạn ở Mỹ, tiệm có ship xuyên bang toàn nước Mỹ, free ship nếu bạn mua minimum là 299, hiện tại đang có giảm giá. Một cái hũ sâm như thế này bình thường nếu mà bạn mua trên Amazon là 499, nhưng mà đang giảm giá ở tiệm tạp hóa 7 Bosa là 299, được free ship cái hộp này. Còn sâm cũ, sâm cây á, là 8 cây sâm như thế này á các bạn, mà cái món quà có ý nghĩa luôn, mà đang giảm giá từ 300 còn có 179 mà thôi. Còn nếu mà bạn nào ở Canada, ở châu Úc, châu Á, ở Việt Nam đi, bạn muốn ship thì cũng có ship luôn nha các bạn. Thì bạn gọi số phone khác dùm KT, đó là ở tiệm vàng PJ Jewelry ở trong chợ Lucky Seafood á, bạn gọi vào thì người ta sẽ ship ra ngoài nước Mỹ. Các bạn có thể gọi vào là người ta sẽ ship cho các bạn. Cái giảm giá này rất là nhiều, tại vì sau lễ này là công ty sẽ không còn giảm giá này nữa. Cho nên là nếu mà bạn thấy có nhu cầu mua cho cha mẹ đi, cha mẹ mình đau nhất, người lớn ta hay bị đau nhất xương khớp, đau nhất và mệt mỏi và không thấy có năng lượng á, mình nên mua mình tặng cho cha mẹ, ông bà, cô chú. Và các bạn ơi, sâm cho trẻ em cũng về rồi nè các bạn ơi. Trong thành phần của sâm trẻ em là có nhung hương New Zealand, hồng sâm cô đặc 6 năm tuổi, có thịt gà, heo, thịt bò, tôm, cua, hào, bào ngư,
chai sữa cà chua, đậu nành, lúa mì, công dụng là giúp phát triển trí não, giảm tăng căng thẳng và tăng khả năng tập trung cho trẻ em, và giúp cho trẻ em hấp thụ canxi, tăng trưởng chiều cao, ngăn ngừa các bệnh về xương khớp. Và mình rất là thích đó là gì? Đó là tăng chiều cao đó các bạn ơi. Và ở trong đây cũng giúp cho trẻ em được tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng, hạn chế tình trạng cảm cúm và cũng là sổ mũi ở trẻ em nữa, rồi cải thiện tình trạng biếng ăn, tăng khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng cho bé và giúp cho bé ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa, ngăn ngừa chứng khó tiêu, làm thanh lọc và giải độc gan cho bé. Thì thường giá gốc là 160 đô, nay giảm xuống còn 120 đô cho mùa lễ này nha các bạn. Sâm này đang rất là hot luôn á, cho nên là rất là nhiều cha mẹ mua cho con của mình, giúp cho các bé giảm căng thẳng và giúp cho phát triển trí não và hấp thụ canxi và nhất là tăng trưởng chiều cao á các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm nha. Nếu mà được thì mua ủng hộ KT nha. Xin thông cảm cho KT là mình làm kinh doanh, kênh của mình là chia sẻ nấu ăn, chia sẻ đó đây tin tức giống như cuộc sống của anh ta và review nhà hàng, nhưng mà mình cũng có kinh doanh, cho nên là thông cảm cho KT là đôi lúc KT chia sẻ gì và những món hàng mà đang giảm giá ở tiệm á thì thông cảm cho KT nha. Nếu mà có nhu cầu thì mua ủng hộ KT, còn nếu không thì bỏ qua giùm KT, đừng có la KT nha. Thì mình kinh doanh cho nên là mình sẽ giới thiệu những gì mà mình đang buôn bán nha các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều lắm, mến chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Phải công nhận gương mặt có sáng sủa hài hòa hay không thì cũng cần phải có một cặp chân mày đẹp hợp với gương mặt của mình. Chân mày cũng giúp mình tỏa sáng. Ngày trước mình đi xăm chân mày lỡ bị chỗ xanh và đỏ, đi sửa nhiều lần nhưng không được. May sao mình biết được em Kelly Hà, chuyên gia phun xăm thẩm mỹ, thế là mình đến làm liền, làm xong vô cùng hài lòng. Kelly Hà là địa chỉ thẩm mỹ uy tín, chuyên nghiệp, chất lượng, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp, luôn đón đầu các xu hướng thẩm mỹ hiện đại với kỹ thuật mới, với các dịch vụ làm đẹp như phun môi, phun lông mày, phun mí, sửa lông mày, chỗ xanh, chỗ đỏ. Với mục tiêu luôn hướng tới vẻ đẹp tự nhiên một cách hoàn hảo, Kelly Hà mang đến cho khách với cam kết không đau, không sưng, không kích ứng và không chảy máu, an toàn tuyệt đối, màu mực tự nhiên, bền đẹp theo thời gian, không cần kiêng khem, đẹp ngay sau khi làm, đặc biệt có giảm giá từ 50 cho tới 100 đô tùy từng dịch vụ. Đặt lịch ngay để nhận được ưu đãi và tận hưởng các dịch vụ tốt nha. Tiệm trang sức KJ Jewelry nằm trên lầu 2 của Phước Lộc Thọ tại Bosa có những chương trình giảm giá cho tất cả các sản phẩm từ 50-65%. Kim cương US 1 1 carat giá thường là 900, nay giảm còn 450 đô. Kim cương chiếu lấp lánh y như kim cương thiên nhiên và có certificate như GIA kim cương. Những trang sức bạc Italy giảm 65%. Những vòng trầm hương 108 hạt loại thiên nhiên giá thường 900, nay giảm còn 300. Trầm hương được xem là tinh hoa mẹ thiên nhiên dành tặng cho nhân loại và còn là đại diện cho một tâm hồn hướng thiện, ái và an yên giữa cuộc sống đầy thách thức. Thật không khó để thấy rằng đeo trầm hương 108 hạt có ý nghĩa vô cùng tích cực, tác động đến đời sống con người. Lễ sắp đến mà không biết mua gì tặng cho cha nè, cho mẹ, cho vợ hay người yêu, bạn có thể ghé tiệm PJ Jewelry để tham khảo. Hiện tại tiệm có free ship toàn nước Mỹ. Nếu bạn ở gần khu Bosa hãy ghé tiệm nằm trên Phước Lộc Thọ, tầng 2 trên lầu nha, hay gọi 714-726-9911. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye, see you next time.